Rồi con chó, à không, mình đã cầm ra rồi thì mình cầm luôn nha. Kính thưa quý vị, vậy thì chúng ta đặc biệt hơn ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn cùng lúc là hai thông ạ. Nhắc thông may mắn đầu tiên của chúng ta mang số 0, 2, 4, 3, 8. 0, 2, 4, 3, 8, 1 với một giải nhì tiếp theo trong lần ngày hôm nay ạ. Xin mời vị khách nào chúng ta có lá thông mang số 0, 2, 4, 3, 8, 1 chúng ta giơ tay báo hiệu và chúng ta tiến lên sân khấu ạ. Xin mời có thể đến lại sân khấu để giúp vợ Chi tìm thấy bạc. Kính thưa quý vị, chương trình này chỉ áp dụng cho những khách hàng có mặt tại quán. Vì vậy, khi vợ Chi xứng tên lá thông này 3 lần, nếu như không có vị khách nào đến nhận thì lá thông này coi như không hợp lệ và chúng ta sẽ hủy ạ. 0, 2, 4, 3, 8, 1 lần thứ nhất. 0, 2, 4, 3, 8, 1 lần thứ hai. Vẫn không có cánh tay nào giơ lên ạ. 0, 2, 4, 3, 8, 1 lần thứ ba ạ. Vậy thì ngay bây giờ Bảo Chi có xóa được cái tự quỷ lên thông này được không ạ? Rồi, nếu như có thắc mắc gì sau